cái cây đẹp mà. Ồ, anh em rồi đúng không? Đã gọi là cây miền Triều, đã nói cũng nói ấy để cho nó vuông cho nó đúng tha. Rồi. Bác kết thì nên 10 triệu tư. Khá này thì chẳng phải kết, nhưng mà thấy nó cây này nếu như mà nói như thế là cây đu xéo, nhưng mà ngày xưa em hồi tưởng lại cái tuổi thơ. Đúng. Đấy. Tức là tuổi thơ mà chơi ống phốc rất là nhiều. Có quả, nó có quả. Con gái hàng xóm nhá, em bắn cho đỏ đít luôn. Quả. Cái xưa nghịch thế cơ. Ôi, nghịch luôn. Cái xưa còn biết ta có loại gai xương rồng nữa cơ, còn người loại đấy mới là chơi dại. Cái gai bọn tôi đi học buổi trưa về cái nó còn chạy lên để lấy gai xương rồng để tối đi xem phim để phi vào con gái cơ. Cháu hay chơi cái lá cà gai ấy, cái lá cà dại nó ở dưới nó gai ấy. Đặt lên đít ngồi. Góc độ nghệ thuật là có nghệ thuật, nhưng mà nếu như mà để mà em hồi tưởng về tuổi thơ nó nhiều hơn. Mà tuổi nó có nhiều tuổi, cái này nhiều tuổi. Cái này là cũng gì đấy. Gần như là không có cái ai làm cái xếu mấy, ít lắm. Mà nó lại mấy chục tuổi. Nhưng mà bác nhìn mà cái xếu mà nó già ấy, mà lúc nó ra lộc sướng lắm. Cái lúc mà cách đây khoảng độ hơn tháng ấy. Ôi đi trên mấy cái phố cổ mê mẩn. Cái lá bây giờ về tuần nữa lại ra lọc mới vừa qua sửa. Mê mẩn cái lá. Sửa càng cùn càng đẹp anh ạ. Sửa. Thân rất hay. Cứ gọi tòi lọc ra lại sửa. Thân sực, chính là thân này rất tự nhiên. Chơi chỉ chơi mini này này thôi. Đừng cho nó quá rộng ra nhiều. Đây là sau này nó thành cây giả thì phải thành cây thật. Nó hơn chỉ được. Em quay cây này nhiều lắm. Ừ, anh thấy nhìn thấy cái là đã thích rồi, nhưng mà mình sao thì... không múc. Mình thì giờ múc thì vợ con ăn bằng cái gì? Hôm nay truyền lại cái ổi 10 triệu. Hôm nay hình như thích ổi phải đúng không? À. Ổi, hôm nay thích ổi. Cứ thích đâm vào đường cột. Sao cái kia để kia chú? Khi bản rồi. Khi bản cho nó lại giờ ra nó bọc máng. Thế. Thế được giá bán đi anh ơi. Không bán được đâu thật. 800 không. Có tư thật không nhìn thấy rẻ rách nhất trên nhiều ai. Có cả liễu. Có cả liễu. Tôi bán cho anh rồi, tôi bán đủ rồi. Ôi múc đi để em quay cái quả này cho nó hay nào. Đúng rồi. Nên múc. Nên cũng có chỉ có hạn đến như vậy thôi. Nếu mà được là bác em múc đấy, tầm đấy, cây gọi là cây tu xéo này. Nên múc đây càng quá nhỉ. Liễu thì đẹp đấy, nhưng mà chơi hơi cắt. Múc đi, múc được rồi. Em là thấy cái giá là yêu thương lắm rồi. Còn nếu mà tính tiền sẽ ôm ở đó, không biết làm bao nhiêu tiền. Cố mà lấy thật, không ấy đâu. Cố tí. Máu chứ cái tiền đấy là không bao giờ bán rồi. Đấy, cây đẹp, người đẹp. Ta thì rất ngại chơi bò lắm. Đẹp lắm đấy. Đây là chỗ phiên đấy. Phiên. Đấy. Anh Châu. Giò đây. Bánh rán, bánh tiêu, bánh su kem, bánh giò, bánh dày. Bánh châu đây. Đấy, Sùng đẹp này mà cứ... đúng chuẩn. Đẹp này chợ cái đẹp hay ế. Đúng rồi, đẹp khó bán. 1-200 bán top. Người biết chơi thì yêu cầu mang cái đẹp, nhưng người biết ra lại mang về. Người biết chơi thì là ít quá. Không phải nó theo túi tiền. Đúng rồi. Túi tiền. Cường ơi. Cường ơi. Hàng đi đâu nhỉ? Cái nào? Cường hoa, Cường đi đâu? Cường bán hoa. À. Vừa mới xuất đi mấy cây hả chú? Cần thăng này, cần thăng của bố Nhạn đây. Mấy từng quay cây một thì là bố bảo vừa xuất mất mấy cây rồi. Mấy cây một. Đi đâu hả bố? Cây nào? Sang. À đâu? Cần Thăng hết. Cần Thăng này, cây kia cơ. Đúng Cần Thăng. Hả? Đúng Cần Thăng. Cần Thăng hết. Xanh này hay đấy. Okay. Quái thôi, cây quái. Đa lá đỏ. Đa búp đỏ. Nhìn nhiều khi dễ nhầm với sộp. Giống dễ nhầm với sộp thật, lá nó nhỏ này. Nhưng khi nó già nhìn nó sẽ biết ngay. Sang chỗ các bố ở đây thôi. Chú đẹp quá. Vâng, nay ra sớm tí để còn về đi làm. Không biết phải làm biển không? 8 triệu rưỡi. 200.000. Xanh. Đá đấy. Đẹp thật đấy. Ô, đẹp thật đấy, nhưng mà nó cao quá, tưởng để rẻ. Cả. Nhưng mà thế thì chả dám bằng cả. Ôi, xương cá này nghệ thuật đấy. Này đánh thân nó đi bóng sướng. Xương cá. Bác mang nhiều cây đẹp đấy. Ra lại trắng như mặc quần áo. Rất là hợp đấy. Đẹp, đẹp này. Đây, tủ thêm. Không một mai. Cái này là cái đực. Đây là tự nhiên. Si ruột vịt đẹp. Si ruột vịt đẹp. Đây này bắt buộc phải làm lại đấy rồi. Đấy. Nhét nó vào. Đắp rêu. Hoặc là cho đá vào nữa. Có đá cho đá. Đấy vào đấy luôn. Che vẫn cái khắc. Về còn không cái nào đắp đất vào để nuôi để. Cái này nó là sita đấy. Sita thì đánh con si đỏ, tai chuột luôn, tôi trong thằng. Nhưng mà nó không phải hũ đỏ nữa. Sita lúc nào mà nó non nó mới đỏ, bây giờ nó bánh tẻ rồi. Nó càng nhiều thì giá nó càng bé. Vâng. Cứ nó non ken. Gấp ken này nó nhanh phút lắm. Đây chỉ gặp mình. Bây giờ phải có hai cây. Đi xịn đời, anh nhìn gì của anh xịn đời. Em có mấy cây rồi. Tường vi đẹp thế. Chất lắm. Cây kia đẹp kìa. Cây kia làm lâu lắm. Cái tường vi ạ? Mấy cái này của anh được ấy. Cái mò cau nó rơi không dậy mà lại cắt lại mình lại nuôi ngọn này lên. Mò cau. Tại cái mò cau. Rơi mà nó toát. Tại gãy phải cắt lại ngọn này. Tại cái mò cau thôi. Nhìn cái củ nó mê nhỉ. Cái đường vi này nuôi lâu lắm. Đường vi này thả một đường. Trịnh Hoành này. Đẹp. Nhưng mà nếu mà em ở chơi si ấy thì tôi độ khoảng nửa tháng nữa chơi này đẹp. Nó cũng đều. Đẹp quá. Rồi. Tiểu vi vào gì ạ? Còn cây sạch sẽ. Đấy. Cái tiểu vi vào gì ạ? Hả? Để bác ạ, con đảo cả. Không, vật gì? Sao cho em mượn thôi thì kiếm ra. Lấy ghế. Chứ không phải là mò cau rơi mà gãy nó không phải rồi. Cơ bản là tay chậm chi tội đều tội chuẩn rồi. Xì đẹp đấy. Đẹp. Trong chậu thân thục con này giá thành vấn đề chậu. Đâu nó nói là thân thục ấy. Đúng chậu này cũng được rồi. Tạm được thôi mà. Chậu rồi chưa đủ tuổi. Chậu này thì không phải là nhiều tiền. Nhưng mà nói chung là cũng hơn trăm bạc bao nhiêu. Đây cứ phải chậu là cứ phải là chậu Nhật 3 triệu ấy. Đấy. Thế thì tính đỉnh cao của chậu rồi. Sừng cá chuẩn chính xác đấy, còn mình hồi một mai mình đặt trong kia rồi cây của ông kia cũng là đẹp đấy. Ông kia ông đang rời 8 lít thì em mua một cái gì vậy? Phải bên Tân Hải thì quay nhiều rồi, YouTube mà quay nhiều rồi. Đầu viên chủ à? Cái đấy anh xử lý. Nhưng quan trọng gì mình trồng là vấn đề gì đâu nói. Tường vi này vừa bảo mấy triệu á, nhưng mà mình quay đây cho bác ngại không nói. Nên nói thoáng. Đấy, chơi cái tường vi này mới hay. Cây tường cây hồng ngọc mai nhỉ? Cái làm lâu rồi. Cháu con đồ ấy, ý để cái tường vi 4 triệu rưỡi. Tường vi 4 triệu rưỡi. Cây này là bao tiền? Dạ, 4 triệu rưỡi. Một cái cây ấy. Vâng. Đó là cái giống như để cái này tự nhiên. Tường vi. Nằm bật sai thì chơi được cái ló nó lúc rắn không. Quá nhiều cây đẹp. Đấy. Tức là có người mà đã thích đã mua rồi thì anh thấy đấy được lộc đấy. Không, nhưng mà được rồi thôi đuổi. Bán thì nên bán cho người thích. Đúng rồi, bởi đây là phải mua đúng mua còn người trả. Bán cho người thì thích thì sướng hơn bán cho người có tiền. Cây có đến nỗi nào đâu rồi. Thế nhưng mà hơi khó. Hôm nay bố hơi khó thật. Được, nhưng mà gặp ông nó mê cây. Xong rồi, giao dịch xong rồi. Tối nay cây xếu tôi tương nguội và củ bác rồi. Quá nhỉ. Giao dịch ác quá. Cái gì đâu, một chục theo cái form này là cứ mọc ra lại bấm ra đâu sửa đấy cái này. Cái này tốt để bao tiền rồi mẹ. Xong rồi, hai bố đều giao dịch, bố nhận bố tin. Mày được thả cá đấy. Rồi ok.